quý vị và các bạn thân mến, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng chống giặc ngoại xâm, tự hào về khí phách kiên cường và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam là nhiệm vụ bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, đã được nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai quan tâm định hướng giáo dục thường xuyên cho thiếu nhi. Mới đây chương trình có dịp tháp tùng cùng các em thiếu nhi đang theo học lớp rèn luyện kỹ năng sống khóa hè đến thăm khu di tích lịch sử nhà tù Phú Lợi ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trước khi đến với ghi nhận này, như thường lệ chúng tôi thân mời quý vị và các bạn cùng đến với các thông tin sau đây. Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em là chủ đề của Diễn đàn Trẻ em tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức vừa qua, với sự tham gia của gần 200 em thiếu nhi và phụ huynh đến từ 11 huyện, thành phố. Tại diễn đàn, các em đã mạnh dạn trình bày các ý kiến của mình về các vấn đề như phòng chống đuối nước, tổ chức các lớp học bơi, dạy bơi, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử ở trẻ em, bạo lực học đường, sử dụng mạng xã hội, bảo mật đời sống riêng tư. Ngoài ra, các em còn đặt nhiều câu hỏi liên quan đến vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Hùng, trưởng ban tổ chức diễn đàn nhấn mạnh, đây là dịp để các em nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình. Từ đó các cơ quan, đoàn thể hiểu được tâm tư, nguyện vọng, xây dựng các chính sách, chương trình phù hợp, tạo môi trường sống an toàn cho trẻ, giảm tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, buôn bán, bắt cóc, bị tai nạn thương tích, đảm bảo cho trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ đó nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ vào các vấn đề trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Các cấp ngành địa phương lắng nghe, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em để có giải pháp hoặc khuyến nghị các cơ quan chức năng xem xét trả lời bằng văn bản sau diễn đàn này. Không chỉ nấu và trao các suất ăn chay miễn phí 1 tháng 4 lần cho thân nhân bệnh nhân, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, bếp cơm từ thiện Tâm An ở phường Bổ Hòa phối hợp với Hội Người Mù thành phố Biên Hòa tổ chức trao 17 suất học bổng cho học sinh là con của hội viên Hội Người Mù có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn thành phố. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi em còn được nhận 10 ký gạo và bánh. Các suất học bổng và những phần quà ý nghĩa này giúp các em có thêm kinh phí để mua sách vở, đồ dùng học tập cho năm học mới. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, động viên kịp thời giúp các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trong 3 ngày 18, 20 và 21 tháng 7, gần 450 em thiếu nhi đang theo học lớp rèn luyện kỹ năng sống khóa hè của nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai đã tham gia chương trình dã ngoại tại tỉnh Bình Dương. Điểm tham quan đầu tiên là khu di tích lịch sử nhà tù Phú Lợi, tọa lạc ở phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nhà tù này do Mỹ Diệm xây dựng năm 1957 để giam cầm các cán bộ, chiến sĩ và người yêu nước trên mọi miền Tổ quốc. Ấn tượng đầu tiên khi đến đây đó là được chiêm ngưỡng bức tượng bằng đồng cao 3,5 mét của cố tác giả điêu khắc Diệp Minh Châu, thể hiện sự đau thương trong ngày xảy ra vụ đầu độc, tái diễn lại lịch sử nêu cao tinh thần đấu tranh bất khuất của tù nhân Phú Lợi năm xưa. Hai hình tượng trong bức tượng thể hiện rõ nét ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Bức tượng như một nhân chứng lịch sử, nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ đau thương của dân tộc. Đó cũng là biểu tượng về tinh thần đấu tranh bất khuất mà cha anh đi trước đã để lại cho thế hệ đi sau soi mình để ra sức học tập, rèn luyện. Cũng tại nơi đây, các em thiếu nhi đã được nghe cán bộ ban quản lý khu di tích giới thiệu về lịch sử nhà tù Phú Lợi. Đây là một trong 6 nhà tù lớn nhất ở miền Nam do đế quốc Mỹ và chế độ tay sai Ngô Đình Diệm dựng lên năm 1957 để giam cầm những chiến sĩ cách mạng. Trong 8 năm tồn tại, 1957 đến 1964, nhà tù Phú Lợi được mệnh danh là địa ngục trần gian, nơi ghi dấu tội ác tột cùng của đế quốc và tay sai, đầu độc tù nhân. Nhà tù có diện tích gần 80.000 m2, được chia thành 3 khu vực, 1, 2 và 3. Mỗi phòng giam có diện tích khoảng 750 m2. Và đây là phòng giam C, một trong 9 phòng giam lớn của nhà tù Phú Lợi, giam giữ từ 300 đến 500 người, có lúc lên đến 700 người. Chế độ ăn uống sinh hoạt vô cùng khắc nghiệt. Tù nhân ở Phú Lợi còn phải lao động khổ sai và thường xuyên bị đánh đập, tra tấn. Ngoài ra, tù nhân còn bị nhốt trong chuồng cọp kẽm gai, phòng kỷ luật, phòng biệt giam. Cùng với biểu tượng Phú Lợi căm thù, trong khuôn viên di tích còn có một số hạng mục đã được sửa chữa, phục dựng lại để lưu giữ giá trị di tích và phục vụ khách tham quan, tìm hiểu. Hàng năm, di tích đã tiếp đón nhiều lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử đấu tranh cách mạng của con người Việt Nam.
với giá trị lịch sử to lớn và ý nghĩa chính trị quan trọng. Năm 1980, Bộ Văn hóa Thông tin đã ban hành quyết định số 92 công nhận nhà tù Phú Lợi là di tích lịch sử cấp quốc gia. Thông qua đó thì cũng mong muốn rằng các em sẽ có những cái bài học thực tế, những bài học trải nghiệm khi đến tham quan các cái địa danh di tích lịch sử, đặc biệt là giáo dục cái truyền thống cho các em để các em thêm yêu quê hương của mình, thêm yêu đất nước của mình. Thông qua những cái chuyến đi thực tế trải nghiệm như vậy thì các em sẽ củng cố được kiến thức của các em, vừa học mà vừa tìm hiểu được những cái thực tế, những cái bài giảng, những bài thuyết minh của các anh chị hướng dẫn viên để cho các em tiếp thu bài nó một cách sinh động hơn. Đây là một trong những cái hoạt động mà mỗi năm nhà thiếu nhi đều tìm những cái điểm mới, những cái điểm nhấn để làm sao củng cố được kiến thức của em, mặc dù là trong cái dịp hè nhưng cũng giải quyết được các cái vấn đề liên quan đến việc giáo dục truyền thống cho các em trong các cái hoạt động gắn kết với việc mà các em đi trải nghiệm để rèn luyện cái kỹ năng sống cho các em. Trước đó, nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức cho 300 em thiếu nhi đến tham quan và tìm hiểu khu di tích ngã Ba Rồng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thiếu nhi cũng đã tổ chức cho các em đi tham quan cái di tích lịch sử ngã Ba Dòng ở Hóc Môn, Bà Điểm. Các em được dân hương, được tham quan các cái nơi mà các cô chú đã bị tra tấn, bị giam cầm và bị xử tử hình. Thông qua đó thì các em cũng cảm nhận được cái sự hy sinh mất mát của các cô chú, sự hy sinh mất mát của dân tộc Việt Nam của chúng ta để giành lại được cái nền độc lập. Những chuyến đi mang một ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thể hiện sinh động đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng chống giặc ngoại xâm, tự hào về khí phách kiên cường và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Điểm tham quan thứ hai của chuyến dã ngoại này là Minh Sáng Plaza. Các em sẽ được trải nghiệm làm gốm, tự tay vẽ và tô màu các họa tiết trang trí lên các sản phẩm gốm sứ, cũng như được hướng dẫn tạo hình, trải nghiệm xoay gốm bằng tay. Rất là vui vì được đi tìm hiểu di tích nhà tù Phú Lợi, được vẽ trên sản phẩm gốm. Chuyến đi này con rất thích, con mong hè năm sau con lại được đi nữa. Trong vòng 1 giờ, các em đã hoàn thành được nhiều ý tưởng mới lạ, thiết kế những hoa văn của riêng mình. Các sản phẩm này sẽ được nung để gửi lại các em làm quà lưu niệm sau khi hoàn thiện. Điểm tham quan cuối cùng là siêu thị Aeon Mall Bình Dương. Tại đây các em được xem phim và tham quan mua sắm, thực hành việc sử dụng tiền hợp lý và hiệu quả. Thông qua chuyến đi, các em đã được tìm hiểu về truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng của dân tộc, học hỏi thêm nhiều kỹ năng sống bổ ích và lý thú. Em đã được đi ngã Ba Rồng, đi đầm sen và nhà tù Phú Lợi ạ. Em thích nhất là đi đầm sen. Bởi vì đi đầm sen trong mùa hè vừa giúp mình được giải tỏa căng thẳng sau những kỳ học, và vừa giúp mình có thêm nhiều động lực trong năm học mới. Chuyến đi nào cũng để lại cho các em nhiều kỷ niệm đẹp, đồng thời tăng thêm tình cảm gắn kết bạn bè cùng trang lứa thông qua các hoạt động thực tiễn trong môi trường tập thể, kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại và có số phát sóng kỳ sau.